Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức chung kết hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 30 của tỉnh ủy Yên Bái về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, kế hoạch số 75 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh từ tháng 9 năm 2021. Qua vòng sơ khảo, 12 đội thi xuất sắc nhất, trong đó có 7 đội cấp trung học cơ sở và 5 đội cấp trung học phổ thông được lựa chọn từ 36 đơn vị đã tham gia chung kết hội thi. Các đội tham gia phải trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi thông qua các hình thức thơ, ca, hò, vè, kịch, phần thi hùng biện với chủ đề gieo yêu thương gặt hạnh phúc và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Mỗi đội dự thi sẽ tham gia diễn một tiểu phẩm tuyên truyền về trường học hạnh phúc. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong các nhà trường, mà còn góp phần tuyên truyền rộng rãi mô hình trường học hạnh phúc, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, yêu thương và tôn trọng.